khi đang tác nghiệp ghi nhận công tác kiểm tra của lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Bảo Lộc tại Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian, phường 1, thành phố Bảo Lộc. Một phóng viên bị người phụ nữ tên Nguyễn Hương Thị, 46 tuổi, thường trú Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, buông lời lăng mạ, ném đồ vật. Mặc dù có hai chiến sĩ công an túc trực tại đây, người phụ nữ này vẫn cầm chùm chìa khóa ném thẳng vào phóng viên. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 31 người đến từ nhiều tỉnh, thành phố chưa khai báo y tế. Thời điểm kiểm tra, tại đây đang diễn ra chương trình ca nhạc bằng hình thức hát karaoke với sự tham gia của nhiều người không thực hiện quy định 5K. Sáng ngày 3 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã thu hồi giấy phép kinh doanh và tạm dừng hoạt động đối với cơ sở thẩm mỹ viện này. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Bảo Lộc điều tra làm rõ.